Mở đầu phim lấy bối cảnh ngoài khơi địa Trung Hải, cách đất liền 50 dặm. Trong cơn mưa tầm tã cùng sấm chớp rền vang là một thân hình trôi dạt trên biển, không rõ sống chết. Phía xa xa còn xuất hiện một con thuyền lênh đênh chống chọi với bão táp. Trên thuyền có khá nhiều thành viên. Một người đàn ông trong lúc vô tình đi lên đổ rác phát hiện bóng người phía xa. Các thành viên của tàu vớt người đàn ông này lên, nhận ra người anh ta vẫn còn sống. Họ đưa anh vào bên trong chữa trị. Cắt chiếc áo ra, người đàn ông này phát hiện trên thân thể anh ta là vài vết đạn. Anh ta lấy ra một vật thể dày thoạt nhìn không giống như viên đạn, cho nên ông đã đem nó rửa sạch sẽ và đưa ra trước kính lúp kiểm tra. Bên trong nó là một thiết bị phát sáng. Chiếu nó lên tường, ông nhận ra một đoạn dãy số có ghi cùng địa chỉ là ngân hàng nhà nước ở Zurich. Khi quay lại, người thanh niên nằm trên bàn đã biến mất. Cậu ta lúc này đã ở phía sau tấn công, đẩy ông già vào tường. Ông già liên tục giải thích. Biết được đây là người đã cứu mình lên tàu, anh thả tay ra thân thể lảo đảo, không đứng vững, ông già đi tới đỡ lên giường. Ông hỏi tên anh vài lần, nhưng câu trả lời mà ông nhận được chỉ là vài chữ tôi không biết, sau đó ngất lịm đi. Tại nơi khác, trụ sở của CIA, anh chàng nhân viên báo cáo với người sếp, nhiệm vụ đã thất bại. Hai tuần sau, vết thương trên cơ thể anh dần dần khôi phục lại. Các chức năng trên cơ thể vẫn bình thường, thậm chí có thể nói nhiều ngôn ngữ. Nhưng anh lại hoàn toàn quên mất danh tính của mình, cùng chuyện gì đã xảy ra trước khi được cứu. Anh tức giận vì điều này, anh thấy bối rối vì ngày mai cập cảng rồi mà anh còn chưa nhớ được cái tên. Ngày hôm sau, chiếc thuyền đánh cá rốt cuộc cũng về tới đất liền. Ông già đưa cho một chút tiền, đủ để di chuyển tới ngân hàng ở Thụy Sĩ. Hai người bắt tay nhau tạm biệt. Anh bước lên bờ với vẻ mặt ngơ ngác, sau đó đi lên một con tàu tới Zurich. Bước xuống tàu, anh nằm trên một chiếc ghế tại công viên ngủ qua đêm đông giá rét. Hai người cảnh sát đi tuần nhìn thấy liền tới kiểm tra. Họ yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh nói rằng mình không có, mình đã làm rơi rồi. Và thế là hai cảnh sát muốn đưa anh trở về đồn, nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị hạ gục trong một nốt nhạc. Nhận ra mình có thể hạ gục đối phương quá nhanh, anh cảm thấy kinh ngạc nên vội vã rời đi. Hôm sau đi tới ngân hàng, cô nhân viên yêu cầu anh viết tài khoản lên một tờ giấy, sau đó giao cho bộ phận quản lý. Tiếp tục đi vào trong, một nhân viên cấp cao yêu cầu kiểm tra thông tin lần nữa bằng dấu vân tay. Xong bài kiểm tra, họ đưa tới một chiếc vali rồi đi ra ngoài. Anh kéo rèm cửa rồi tiến vào mở chiếc vali ra, bên trong là một số đồ đạc cùng một hộ chiếu của Mỹ. Tại đây thì anh nhận ra mình tên là Jason Bond, địa chỉ ghi sống tại Pháp. Tiếp tục mở xuống tầng dưới, Bond kinh ngạc khi nhìn thấy một khẩu súng ngắn cùng đủ các loại tiền tệ xếp thành cột, cùng với một loạt các hộ chiếu của nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi hộ chiếu cũng ghi danh tính khác nhau. Lúng túng không biết chuyện gì, anh nhanh chóng lấy hết đồ đạc vào túi cá nhân, chỉ để lại khẩu súng lục và rời đi. Cùng lúc này, một tên nhân viên ở phía xa lặng lẽ quan sát, sau đó gã rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó ra bên ngoài. Bond nhận ra mình như có ai đó theo dõi. Trong lúc băng qua đường, phía đằng xa đã có hai tên cao to vạm vỡ mặc vest, đeo cà vạt bám theo. Có lẽ là anh cũng nhận ra điều này nên cứ như vậy đi nhanh về phía trước, không ngó nghiêng cũng chẳng quay về phía sau xem lại. Anh đi tới lãnh sự quán xuất trình hộ chiếu thành công đi vào trong. Hai tên đuổi theo cũng đi tới nhưng bị chặn lại. Tại bên trong, Bond nhìn thấy một cô gái bị rắc rối với hộ chiếu của mình. Cô gái này nói khá to và đứng giải thích với nhân viên một hồi lâu. Vì không thể chờ đợi được nữa, anh buộc phải rời đi. Ngay khi bước gần tới cửa, một nhân viên lãnh sự quán nghi ngờ và yêu cầu Bond dừng lại. Trên tay gã lăm lăm còng số 8 và yêu cầu kiểm tra. Hai tên bảo vệ cùng nhân viên bước tới lại gần, chưa kịp phản ứng đã bị hạ gục. Sau đó anh chạy lên tầng. Tới đây thì báo động được kích hoạt, các vệ sĩ lần lượt chuẩn bị súng ống đuổi theo. Bond lúc này đã đi ra ngoài phía lan can, các vệ sĩ cũng đi tới lan can kiểm tra nhưng anh đã leo xuống dưới ẩn núp, sau đó men theo vách tường lặng lẽ rời đi. Chỉ vài phút sau, hai người của CIA đã nhận được tin tức. Điều này khiến họ hoang mang. Quay trở lại với Bond, anh gặp lại cô gái trong đại sứ quán. Anh đề nghị trả cho cô 20.000 đô la Mỹ để đưa mình tới Paris nhưng cô gái không tin. Thấy vậy, anh thẳng thắn ném vào người cô trước 10.000 đô la Mỹ để đặt cọc, 10.000 nữa sẽ được trả sau khi tới nơi. Sau một hồi lưỡng lự, cô đồng ý. Tại cơ quan CIA, giám đốc điều hành chiến dịch tiến hành xác minh danh tính. Khi danh tính đã hoàn tất, ông ta yêu cầu huy động tất cả đặc vụ ra tay. Tôi muốn Bond nằm trong bao xác chiều nay. Để làm được điều này, họ đã gửi một lệnh ám sát tới tất cả các đặc vụ trên toàn châu Âu. Hành động này giống với bộ phim John Wick. Mục tiêu cần giám sát sẽ được gửi cho tất cả các sát thủ. Chỉ là bộ phim này đã xuất hiện sớm hơn cả chục năm so với bộ phim John Wick, nên ý tưởng này có lẽ là ý tưởng gốc. Cùng lúc hai người trên xe đang trò chuyện vui vẻ thì CIA cũng tiến hành kiểm tra tất cả camera. Họ phát hiện ra cô gái nhờ vào biển số xe. Họ điều tra được cô tên là Mary. Họ đưa cô vào tầm ngắm, theo dõi tất cả điện thoại cùng người thân và đồng thời gửi luôn hồ sơ của cô tới nhà an toàn tại Paris. Nhân viên ở đó tiến hành lập lệnh truy nã. Tới buổi tối, hai người đi tới cây xăng dừng chân một lúc. Bond kể lại mọi chuyện của mình, cô gái vẫn cứ nghĩ rằng anh chỉ là do sợ hãi nên phản kháng lại theo bản năng. Đáp lại điều này, anh nói rằng mình có thể đọc được biển số của 6 chiếc xe bên ngoài hay nhận ra cô hầu bàn thuận tay trái và chàng ngồi ở quầy rượu nặng hơn 125 cân.
thậm chí Bon còn biết cả việc phải làm như thế nào để xử gã. Đây là bản năng sao? Cô gái nghe vậy không biết nói gì nữa. Sau đó, hai người tiếp tục rời đi, họ cuối cùng cũng tới địa phận của Paris. Mary đưa Bon tới đúng địa chỉ của mình. Trước lúc xuống xe, cô tỏ ra bối rối, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời, mà anh thì chỉ bận tâm đến nhìn ngó xung quanh nên cũng không để ý lắm. Anh đưa nốt 10.000 đô la Mỹ còn lại. Cuối cùng thì anh cũng nói ra một câu mời Mary lên lầu, điều này khiến cô cười vui vẻ. Có lẽ cô đã phải lòng anh. Trên phòng, anh bấm lại số điện thoại của mình trong hồ sơ. Cuộc gọi được nhận tại một khách sạn Bon lấy tên của mình hỏi về thông tin nhận trả phòng. Thế nhưng khách sạn bảo rằng không có người nào tên là Jason Bon thuê cả. Anh tiếp tục hỏi thêm một cái tên khác nữa, đó là David Webb. Kết quả nhận được là người tên David Webb này đã thiệt mạng xe hơi từ 2 tuần trước. Họ cũng nói rằng có người đã tới nhận đồ. Tới đây thì Bon nhận ra mình đang bị dính líu tới âm mưu nào đó, bởi vì cái tên mà anh đang hỏi chính là tên trên hộ chiếu của mình. Đúng lúc này, Mary trong phòng tắm bị cắt nước nóng, nhận thấy có điều gì đó không đúng. Anh vội vã cầm theo con dao đi tới nhưng không phát hiện ra điều gì. Đúng lúc đi ra cửa sổ thì một tên sát thủ cầm súng đạp cửa nhảy vào. Nói chung thì tên này cũng khá bản lĩnh, đánh tay đôi, ăn miếng trả miếng liên tục. Cũng phải mất năng lượng bằng bát cơm thì Bon mới hạ gục được gã. Anh cầm lên cây bút bi xiên nhiều lỗ lên nhiều vị trí trên người gã sát thủ và cầm cổ đè đầu gã tra khảo. Mary lục lọi ba lô, phát hiện ra lệnh truy nã có in hình của mình và Bon. Cô mất bình tĩnh định lao tới hỏi ra nhẽ nhưng bị ngăn lại. Nhân cơ hội không có người khống chế, gã đứng bật dậy và lao đầu ra cửa sổ nhảy xuống chạy trốn. Không nỡ bỏ lại Mary, anh đưa cô cùng nhau đi. Tại bên dưới, nhìn thấy tên sát thủ đã bị ngã chết. Cùng lúc này, CIA nhận được một cuộc điện thoại thông báo nhiệm vụ đã thất thủ, một người đã chết. Công an Paris đang ở hiện trường nên nữ tình báo đành phải ngồi im quan sát tình hình. Bon lúc này lái xe từ nhà ga định rời đi nhưng anh đã đổi ý. Anh cất đồ vào trong một cái tủ, anh đưa cho cô hộ chiếu của mình và khuyên hãy tới đồn cảnh sát để kể lại mọi chuyện. Anh nói rằng mình không thể chạy trốn cùng cô, không thể nào. Thậm chí anh còn chưa biết mình là ai, cũng chưa biết mình đang đối mặt với thế lực nào, bỏ thì thương mà vương thì tội. Về phần Mary, bất kể khuyên thế nào thì cô vẫn chọn lựa lắp dây an toàn vào và cả hai cùng nhau ngồi trên xe chạy trốn cảnh sát. Chuyến đi này xem ra hơi sốc. Bon lái xuống một bãi đậu dưới đường rồi bỏ lại chiếc xe tại nhà xác. Người của cục công an tên là Wombosi tới khám xét thi thể của David Webb. Ông ta phát hiện cái xác đã bị thay đổi nên liền rời đi. Mà hành động này cũng được nữ tình báo thông báo lại cho giám đốc điều hành. Trong lúc CIA đang rối tinh rối mù vì pha trao đổi người vừa rồi thì Bon bên này lại vui vẻ, thân mật với Mary. Lúc này cô đã cắt tóc ngắn để dễ dàng ngụy trang. Ngay hôm sau, Wombosi đang bực tức vì chuyện thi thể bị trao đổi thì gã bất ngờ bị một tên xạ thủ bắn tỉa từ sau giết chết. Mary lúc này dựa vào những chỉ dẫn của anh, lấy được hồ sơ về cái tên David Webb, nhờ đó có được số điện thoại và bản sao số tài khoản ngân hàng của mình, sau đó gọi tới ngân hàng để kiểm tra. Lúc này, cảnh sát Paris mới tìm thấy chiếc xe của họ. Tiến hành kiểm tra một hồi, không phát hiện bất cứ dấu vết gì, Bon bên này đi tới ngân hàng, người trong ngân hàng nhận ra anh, họ đều gọi anh bằng cái tên David Webb. Điều này có nghĩa rằng danh tính của anh là David Webb. Theo như thông báo thì David đã bị giết chết tại 3 tuần trước. Thi thể cũng được giữ lại nhà xác. Vậy thì ai là người tại nhà xác? Vì điều này anh lại đi tới đó điều tra, anh dùng một chút tiền mua chuộc được nhân viên để vào trong. Tuy nhiên, lúc mở cửa thì không còn nhìn thấy thi thể nữa. Sau đó, một người nhân viên khác tới thông báo nó đã được người anh trai của David tới lấy đi. Nhân viên yêu cầu Bon ký sổ nhưng mà Bon nói rằng mình không muốn ký và thế là anh mạnh mẽ xé luôn cả giấy tờ mang đi. Lật giấy tờ ra xem, Bon nhận ra bên trong ghi rằng có một kẻ lạ đã đột nhập lên thuyền của Wombosi, nhưng mà ông ta đã kịp phản công lại bằng 2 phát đạn và đẩy hắn xuống biển. Tình tiết này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của anh. Và tới đây thì anh nhận ra bản thân mình chính là một sát thủ. Điều này có vẻ hơi sốc với Mary, cô không biết nói gì nữa. Hai người sau đó lên một chiếc taxi nhưng phía trước đã tập trung vô số cảnh sát nên đành phải xuống xe rời đi. Mary lúc này đã muốn rời đi, cô sợ hãi định chạy trốn, anh chạy theo giữ lại. Sau một hồi thuyết phục thì cô cũng bình tĩnh lại. Tại phòng điều tra CIA, không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng. Giám đốc điều hành đang phải đối mặt với nguy cơ bị chất vấn. Ông ta lệnh đơn vị điều tra kỹ. Hơn nữa, đào sâu hơn về lai lịch của Mary từ nhiều năm về trước. Trong lúc này, Mary đã đưa Bon tới vùng ngoại ô. Đây là một trang trại ở nông thôn của anh cô để ở tạm. Sau khi họ tới nơi chưa được bao lâu thì CIA lật lại hồ sơ mấy chục năm trước cũng dò tìm được vị trí. Họ bắt đầu cử sát thủ tới. Ngay ngày hôm sau, chú chó ở nhà bị mất tích, điện thoại gia đình cũng bị ngắt sóng. Bon nghi ngờ điều gì đó không đúng nên yêu cầu gia đình anh trai cô trốn xuống dưới tầng hầm. Anh lấy ra một khẩu súng trên tường và sau đó bắn nổ chiếc xe. Hành động này khiến tên sát thủ bên ngoài bất ngờ. Nhân lúc hỗn loạn đó, Bon đã chạy được ra phía bên ngoài. Tên sát thủ cũng phát hiện ra và đuổi theo anh. Bon dụ hắn tới một đồng bằng rồi chơi kiểu trốn tìm. Anh từ từ tiếp cận hắn, bắn ra một viên đạn vào phần vai khiến hắn ngã xuống. Hắn định cầm súng phản công lại nhưng anh đã bồi thêm một viên đạn nữa,
sau đó mới đi tới tra khảo. Hắn thà chết cũng không tiết lộ. Điều duy nhất hắn nói ra chỉ là một vài manh mối cùng với một lời động viên. Hãy nhìn họ đã khiến anh làm gì. Nhìn thấy nơi này không còn an toàn nữa, mọi người quyết định rời đi. Anh khuyên cô hãy rời xa nơi này và tìm một nơi trốn đi. Bản thân anh vẫn còn việc cần phải làm rõ nên không thể cùng cô đi được. Không còn lựa chọn nào khác, Mary phải rời đi. Sau đó Bon lấy điện thoại tên sát thủ gọi về trung tâm. Đôi bên không đạt thành hiệp nghị. Anh yêu cầu giám đốc điều hành một thân một mình tới gặp mặt trên cầu để nói rõ vấn đề. Hắn ta đến đúng điểm hẹn như thỏa thuận, nhưng mà anh nhận ra có một nhóm đặc vụ đi phía sau, cho nên anh cứ để hắn tới nơi rồi mới thông báo rằng cuộc hẹn đã bị hủy. Tuy nhiên thì mục đích thật sự của anh không phải cuộc gặp này. Anh hiển nhiên biết hắn sẽ không giữ lời, cho nên cuộc hẹn này chỉ là cơ hội tiếp cận tới một trong những chiếc xe của bọn chúng để cài thiết bị theo dõi. Lần theo thiết bị theo dõi, Bon tìm được nhà của gã rồi kích hoạt hệ thống báo động trên các xe ô tô. Rồi nhân cơ hội đám vệ sĩ bên ngoài tập trung vào mấy chiếc xe thì anh đã trèo được vào nhà. Bon tiến hành ngắt sóng, cùng làm nhiễu hệ thống điện. Người trong nhà cũng biết Bon tới nên chuẩn bị vũ khí đầy đủ ứng chiến. Tên cầm đầu đi xung quanh kiểm tra nhưng Bon đã đứng phía sau phục kích. Hắn thừa nhận đã cử người ám sát anh nhưng trước khi có lửa ắt cần phải có khói. Hắn nói rằng hắn đã phái anh giết chết gã Wombosi. Hắn có thể chọn bất cứ sát thủ nào, bất cứ ai nhưng hắn lại chọn anh vì anh vô hình. Anh không có trong dữ liệu, nhưng anh lại tới ngân hàng mở tên David, thậm chí còn mua bảo hiểm. Khi nhiệm vụ thất bại, Wombosi chắc chắn sẽ điều tra cái tên này. Do đó, hắn buộc phải trừ khử anh nếu không muốn bại lộ rằng CIA đứng sau kế hoạch ám sát. Qua những lời kể của gã, Bon dần nhớ lại. Anh đã đứng trước mặt Wombosi nhưng anh lại lương lự bởi vì đứa con gái của gã. Do đó, Jeffers quay lại phản công bằng hai viên đạn. Sau khi nhớ lại, anh muốn rút lui nhưng gã nói không được, vì điều này anh tẩn cho gã chảy máu mũi và ngất đi. Trong lúc nói chuyện thì đám vệ sĩ đã đuổi tới. Một màn đọ súng nổ ra trên hành lang rất gắt. Anh hạ gục toàn bộ đám lính và bị rơi từ trên cao xuống. Tên cầm đầu nhân cơ hội này bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn ta vừa đi được một đoạn thì một kẻ sát thủ bước xuống xe nổ súng giết chết. Hóa ra tên sát thủ này chính là người do phó giám đốc cử tới. Ông ta trình bày trước hội đồng rằng dự án này đã kết thúc. Đây chỉ là một cuộc tập huấn. Ông ta muốn đề xuất một dự án mới cao cấp hơn. Xong xuôi mọi chuyện, Bon trở lại nơi ở của Mary. Mặc dù nơi này hơi khó tìm nhưng là một người đặc vụ giỏi vấn đề này đối với anh không là gì cả. Hai người họ cuối cùng cũng gặp nhau và bộ phim khép lại. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.